Cái đấy là chính trị đấy, nói chính trị nhiều quá. Phật tử nữa hỏi, con đọc tụng kinh Pháp Hoa, Phật có dạy thời mạt Pháp, sau khi Phật diệt độ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, con không hiểu lắm. Mong Thầy hoan hỷ giảng cho con để con hiểu thế nào là thời kỳ mạt Pháp với thời kỳ với sau khi Phật diệt độ. Con cảm ơn Thầy. Thời kỳ mạt Pháp là chỉ cho thời kỳ mà người xuất gia nhiều, người tu Phật lắm, nhưng mà ít người đắc đạo. Đấy. Các vị thấy Thầy có phải người đắc đạo đâu, đúng không? Các sư trong đây chả ai đắc đạo cả, chưa ai đắc đạo cả, sau này không biết có đắc hay không, nhưng bây giờ thì chưa. Nhưng thời kỳ Đức Phật còn tại thế, 10 người tu hành thì đến 8-9 người đắc đạo chứng thánh quả A-la-hán, ít nhất cũng tu Đà Hoàn, Tư Đàm, A-la-hàm trở lên. Vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, tâm được thanh tịnh tự do tự tại, đối trước mọi hoàn cảnh không bị tâm tham sân si nó chi phối. Đó gọi là thời kỳ chính Pháp. Thời kỳ tượng Pháp thì phần lớn là Hoằng Pháp lợi sinh, các bậc cao tăng xuất hiện rất là nhiều, những bậc minh sư xuất hiện lắm, nhưng mà để đạt đạo thì cũng chỉ được khoảng 50-50 thôi. Nhưng còn thời mạt Pháp này, người xuất gia, người Phật tử tu hành thì rất là đông, nhìn bên ngoài thì hoành tráng, nhưng mà bên trong thì ít. Vậy giống như đạo tràng chúng ta, tôi là phàm tăng, các Phật tử chúng ta đại đa số là phàm phu Phật tử, đó gọi là thời mạt Pháp đấy. Người tu hành thì để cho tham sân si nó gì, nó khuấy động tâm can chúng ta rất khó để cưỡng chế nó, đó cũng là gì, chỉ cho thời mạt Pháp đấy. Tức là người nói nôm na là thời mạt Pháp là chỉ cho gì, thời này giáo pháp của Đức Phật ít được tăng ni Phật tử chúng ta chú trọng và đem áp dụng vào cuộc sống tu hành thực tiễn, để minh tâm kiến tính, phá mê khai ngộ, bỏ vọng về chân. Mà phần lớn là gì, để nương tựa vào giáo pháp của Đức Phật, để gọi là có người thì là kiếm ăn qua ngày, có người thể để tích góp tiền của vàng bạc châu báu để làm riêng mục đích riêng của mình, vân vân và vân vân. Có người thì nương vào cửa Phật để gọi là cầu danh cầu lợi vân vân thôi, đó gọi là thời mạt Pháp. Sau khi Phật diệt độ, tức là chỉ cho sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, tính đến nay đã là 2600, Phật lịch 2564 đúng không? 2564 năm đó. Đấy gọi là thời kỳ Đức Phật diệt độ, tức là Đức Phật nhập Niết Bàn.